Hello, em xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì hôm nay làm một cái chuyên mục làm đẹp da mặt thì rất là nhiều chị hỏi em là ồ em ơi, da của em làm gì mà đẹp vậy? Da của em sao không có lỗ chân lông, da của em không có một chút gọi là thâm nám nào hết. Mà lúc trước cái da em kinh khủng lắm nha mọi người, toàn là mụn không ghê lắm. Đó, thì hôm nay thì em chia sẻ về cái bí quyết làm đẹp của em. Thì đây là dòng sản phẩm là Collagen Fit E701. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà giúp cho da của em được trắng trẻo, được tự tin. Đây là cái phiếu bảo hành của công ty cũng như là phiếu kèo may mắn của công ty nha mọi người. Khi mà mua dòng sản phẩm này á, là được tặng thêm cái phiếu này để đảm bảo hàng chất lượng chính hãng. Thì đây là dòng sản phẩm chính hãng của Indonesia nha mọi người. Không phải là hàng này là hàng của Indonesia, không phải là hàng của Malaysia. Nên mọi người lưu ý giúp em, tại sao là hàng của em giá nó cao hơn những chỗ khác, cũng như là hàng của em hàng tại sao là giá sỉ nó lại cao hơn. Bởi vì hàng của em là hàng Indonesia, là hàng chất lượng hơn và giá nó đắt hơn. Nên mọi người lưu ý, khi mà sử dụng với em sản phẩm kem dưỡng da mặt Collagen Fit E701 này á, là mấy chị sẽ khui ra cái hộp này. Thì nó sẽ ra hai cái hộp nhỏ này, là một cái hộp ban ngày và một hộp ban đêm. Thì cái hộp kem ban ngày là cái chất kem nâu màu vàng, thì hôm bữa em đã có giới thiệu sẵn trước cho tất cả các chị yêu rồi. Là đầu tiên là mình sẽ là rửa mặt bằng cục xà phòng này. Rửa mặt bằng cục xà phòng này thật là sạch da. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái em serum. Đây là cái em serum của bên Collagen Fit E nha mọi người. Khi mà mở cái chai serum nó sẽ như thế này. Ở bên trong thì nó sẽ in cái chữ Collagen Fit E đầy hộp luôn. Đây là dòng sản phẩm chính hãng nha. Còn hàng nhái thì nó sẽ không in chữ hộp. Và ở trong này nó sẽ có cái tem của Bộ Công an chống hàng giả, tem chống hàng giả. Cái tem này tem nhập khẩu. Khi mà mình nhập khẩu về mình làm giấy tờ thì nó mới có cái tem này nha mọi người. Thì cái chất serum nó cô đặc, và đặc biệt là khi mình thoa lên nó cảm giác cái da mình nó rất là mát, rất là mịn, rất là mướt, rất là căng da. Sau khi mà mình đã sử dụng xong cái em serum này vào buổi sáng, là mình sẽ sử dụng cái kem ban ngày vào buổi sáng tiếp theo. Đây. Thì bây giờ em sẽ mở cái hộp kem ban ngày ra cho mọi người xem nha. Đây, đây là hộp kem ban ngày nha mọi người. Là cái chất kem nó màu vàng bên trong và nó có chữ Collagen Fit E. Đó, Super Collagen Fit E. Và sau đó là mấy chị sẽ lấy cái tay thoa lên một lớp vừa đủ lên da mặt, để cho kem nó thẩm thấu vào da, để da mình được trắng sáng hơn. Và cứ mỗi buổi tối là mấy chị cũng lấy cái cục xà phòng này ra giùm em. Đó, lấy cái cục xà phòng này ra rửa mặt buổi sáng buổi tối giùm em. Là mấy chị sẽ lấy cái cục xà phòng này, nó có chữ Collagen nè. Khi mà mấy chị rửa mặt bằng cục xà phòng này, mấy chị chỉ cần là gọi là rửa sơ qua với nước với da mặt mình. Sau đó lấy cái cục xà phòng này chè lên nè. Đó, chè lên mấy cái điểm trên da mặt. Và sau đó mình sẽ lấy tay mình massage lên, đảm bảo là da của mình sẽ được sáng. Và đặc biệt tẩy đi những tế bào chết cho da, rất là hiệu quả luôn. Và sau khi mà mình đã rửa mặt xong cái bằng cục xà phòng này thì mình sẽ sử dụng kem ban đêm. Rất là đơn giản, mấy chị chỉ cần là lấy một sau khi mà rửa mặt xong là mấy chị sẽ dùng cái em serum này nè. Trước khi mà dùng kem là mấy chị sẽ dùng em serum này thoa lên da mặt, sau đó mấy chị sẽ lấy cái kem này thoa một lớp rất là mỏng lên da mặt. Cảm giác là nó hơi lăn tăn thì cũng không có một cái vấn đề gì hết. Mấy chị chỉ cần là nói chung là thoa một lớp mỏng là ok rồi nha. Thì dòng sản phẩm này giúp da của mình được đẹp, được trắng, cũng như là giúp da của mình nó sẽ loại bỏ đi những cái đốm nám rồi mồi tàn nhang. Thì nó sẽ giảm đi những cái nám rồi mồi tàn nhang thâm, hoặc là những cái điểm mụn, hoặc là những cái làn da mà chai sạm, những cái làn da mà trắng không đều màu, thì nó sẽ giúp cho da của mình trắng sáng và khỏe hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái bí quyết làm đẹp da cũng như là dưỡng trắng da sáng nhất, đẹp nhất. Chị nào mà muốn mà có một cái làn da trắng đẹp, hồng hào, tự tin thì có thể là liên hệ em ngay để mua cái bộ sản phẩm Collagen Fit E701 này, gồm có kem ban ngày, kem ban đêm và cục xà phòng, để da của mình được đẹp hơn, trắng sáng hơn và tự tin hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.